Vâng, xin kính chào toàn thể các quý vị khán giả của kênh Bóng Chuyền Hơi VH. Hôm nay là bình luận viên Văn Hiệp xin gửi đến toàn thể các quý vị khán giả trận thi đấu giao hữu giữa đội câu lạc bộ Sông Khoai Quảng Yên và câu lạc bộ Lam Trung phường Lam Khê ở thành phố Uông Bí. Trận thi đấu giao hữu được diễn ra tại sân thi đấu của Nhân Hóa khu Lam Trung phường Lam Khê. Hiện tại hai đội đang dạo bóng. Vâng, theo tôi quan sát thì trong trận đấu thứ nhất này thì các cầu thủ bên phía câu lạc bộ đội chủ nhà, câu lạc bộ khu Lam Trung phường Lam Khê là sẽ bên phía gần mình các bạn. Còn các cầu thủ bên phía đội Sông Khoai là phía sau mình các bạn, giao quân trang phục là áo xanh quần đen. 0-0. Vận động viên tôn trọng ban tổ chức và trọng tài nhá. Chắn bóng không thành công, điểm số đầu tiên cho các cầu thủ Sông Khoai. 1-0. Đức Việt phát bóng. Được rồi. Đánh bóng ra ngoài. Đổi vào điểm cho Nam Trung Nam Khê, 1-1. Chưa chạm chắn, đó là một pha đánh bóng ra ngoài. Văn Chí phát bóng. Ôi, đó là một pha phát bóng rất là không thành công của cầu thủ Nam Trung Nam Khê. Đổi vào điểm cho Sông Khoai, 2-1. Mạnh Hà. Ồ, đó là một pha chắn bóng có thể đã ra ngoài nhưng mà cầu thủ của Nam Trung đã đỡ bóng. Điểm cho Sông Khoai, 3-1. Đập bóng tốt. Đổi vào điểm cho Nam Trung Nam Khê, 2-3. Đó là pha ghi điểm của Lê Lộc. Văn Phượng phát bóng. Đập bóng. Bóng trong sân, đổi vào điểm cho Sông Khoai. Pha bỏ bóng rất khéo của thủ công khu Sông Khoai đã mang lại điểm số thứ tư cho Sông Khoai, 4-2. Lê Lộc đập bóng rất tốt nhưng pha đập bóng không thể làm khó được hàng thủ của Sông Khoai. Được rồi, đổi vào điểm cho Nam Khê, 3-4. Theo quan sát của chúng tôi thì các cầu thủ của khu Nam Trung Nam Khê có tuổi đời cao hơn. Trọng tài không xác định lỗi, trọng tài không xác định lỗi, bóng vẫn trong cuộc. Không được rồi, đổi vào điểm cho Sông Khoai. Điểm số 5-3. Đập bóng tốt, đó là pha ghi điểm của Văn Chí. Điểm số 4-5. Lỗi, trọng tài đã xác định chuyền hai của Nam Trung chạm lưới. Đổi và điểm cho Sông Khoai, 6-4. Bóng ngoài sân. Bóng ngoài sân. Điểm cho Nam Trung Nam Khê, 5-6. Lê Tuấn phát bóng. Pha phát bóng khó chịu của anh Lê Tuấn. Cả hai đội đang rất là thận trọng bởi vì họ đều sở hữu những cầu thủ chắn bóng rất tốt. Không được rồi, một pha đập bóng tốt. Điểm cho Sông Khoai, 7-5. Cách biệt chỉ 2 điểm số thôi. Kìa. Yeah.
Ồ, không được rồi, một pha đánh bóng tốt. Điểm cho các cầu thủ Sông Khoai 8-5. Phan Lìn phát bóng. Vẫn còn. Đập bóng tốt. Đổi vào điểm cho Nam Trung Nam Khê. 6-8. Và ghi điểm của Lê Lộc. Ôi, không được rồi. Một pha đỡ bóng cực kỳ cố gắng của anh Lê Tuấn, nhưng mà đã không thể đỡ được pha bóng này. Điểm cho các cầu thủ Sông Khoai 9-6. Bước 1 tốt rồi. Đập bóng tốt, bóng chạm chắn ra ngoài. Điểm cho các cầu thủ Nam Trung Nam Khê 7-9. Cách biệt đang được rút ngắn, còn 2 điểm số nữa. Lê Phượng phát bóng. Đó là, chúng tôi cho rằng là trọng tài đã bỏ qua lỗi dẫn vạch. Trọng tài chính cho rằng đó chỉ chạm vạch, chưa chạm vạch nhiều nên là chưa bắt lỗi. Chúng ta tôn trọng trọng tài chính. Điểm cho các cầu thủ Sông Khoai 17. Đó là một lỗi có thể bắt và cũng có thể không bắt. Đập bóng ra ngoài. Bóng chưa chạm chắn. Điểm cho các cầu thủ Sông Khoai 11-7. Rất tốt, và đánh bóng biên cực kỳ khó chịu và đã mang lại điểm số cho Nam Khê 8-11. Không được rồi, đó là một pha đánh lừa cực kỳ ngoạn mục của Sông Khoai. Điểm số là 12-8. Lê Lộc là cầu thủ trẻ nhất của Nam Khê. Chắn bóng không thành công, chắn bóng lọt. Đó là pha ghi điểm của Mạnh Hà. Điểm cho Nam Trung Nam Khê 9-12. Lê Lộc là người khá là tin người cho nên là đã để hở lưng trong pha bóng mà các cầu thủ Sông Khoai ghi điểm. Đánh bóng ra ngoài. Trọng tài xác định hàng chắn của Nam Khê đã chạm lưới. Đó là cái lưng của anh Lê Tuấn đã chạm lưới. Đổi vào điểm cho Sông Khoai 13-9. Khoảng cách bây giờ là 4 điểm. Và nó cũng chưa nói lên điều gì nếu như các cầu thủ của Nam Trung Nam Khê cố gắng thận trọng hơn. Chị ơi, đúng rồi. Bóng ra ngoài, trọng tài chính của chúng tôi xác định bóng đã ra ngoài. Điểm cho Sông Khoai 14-9. Đức Việt phát bóng. Ồ, đập pha đánh không qua lưới, rất đáng tiếc. Điểm cho Sông Khoai, liên tục là các pha ghi điểm của các cầu thủ Sông Khoai. Điểm số bây giờ là 15-9, cách biệt 6 điểm. Khoảng cách càng dài. Vẫn còn, rất cố gắng. Đúng là sức trẻ. Được rồi. Đó là pha đập bóng của Văn Chí đã mang lại điểm số cho Nam Trung Nam Khê. Vào lúc này thì các cầu thủ của Nam Khê rất cần có những pha cắt chuỗi lên điểm của đối phương như vậy. 10-15. Chắn bóng ra ngoài, điểm cho Nam Trung Nam Khê 11-15. Văn Chí phát bóng.
Được rồi, đó là một pha đánh bóng vào lưới và rơi sang phần sân của Quảng Yên. Điểm số cho Nam Trung Nam Khê 12-15. Không được rồi. Đổi vào điểm cho Sông Khoai 16-12. Sau khi Nam Trung đã ghi 3 điểm liên tiếp thì Sông Khoai đã giành điểm số cho mình rồi. Ôi, đó là một pha chuyền khá khó nên hàng công của Nam Khê không thể vào kịp. 17-12. Không được rồi. Một pha bỏ nhỏ đã tạo ra những sự lập bập cho các cầu thủ của Sông Khoai. Điểm số cho Nam Trung Nam Khê 13-17. Lê Lộc vẫn là cái tên mà khu Nam Trung Nam Khê trông đợi. Đập bóng tốt, đập bóng quá tốt. Một pha đánh bóng có thể nói là nảy lửa trên sân. 18-13, cách biệt là 5 điểm số. Phát bóng ra ngoài, một pha phát bóng bất cẩn, đổi vào điểm cho Nam Trung Nam Khê. 14-18, Mạnh Hà phát bóng. Đập bóng đã chạm chắn rồi, điểm cho các cầu thủ Nam Trung Nam Khê. 15-18. Nam Trung cố lên, Sông Khoai cố lên. Hơn 5.000 khán giả ngoài sân đều đang hô rất to, Nam Trung cố lên và Sông Khoai cố lên. Con, rất tốt anh Lê Tuấn. Rất tốt, trời ơi đó là một cầu thủ. Có kịp không? Được rồi. Rất cố gắng. Trời ơi, được rồi. Wow. Chúng ta đang chứng kiến những pha đọc bóng có thể nói là đẳng cấp quốc tế ở trên sân. Rất tốt rồi. Và cái kết cục đấy đã mang lại điểm số quý giá cho Nam Trung Nam Khê 16-18. Những pha cứu bóng mà chúng tôi có thể tự tin nói là đẳng cấp quốc tế ở trên sân của nhà văn hóa. Bóng ngoài sân, một pha đập bóng cực kỳ mạnh nhưng mà bóng đã ra ngoài sân. 17-18, chỉ cần một điểm số nữa thôi thì thế trận sẽ cân bằng. Cơ hội. Ồ, đó lại là một pha chạm lưới của các cầu thủ. 18 đều. Những nỗ lực của các cầu thủ Nam Trung Nam Khê đã đưa thế trận về cân bằng. Bây giờ cả hai đội gần như đang thể hiện những nỗ lực từ đầu. Đập bóng rất tốt. Đó là pha ghi điểm của Mạnh Hà. Lần đầu tiên trong hiệp đấu này Nam Trung đang vươn lên dẫn điểm 19-18. Lỗi giấm vạch. Đúng rồi, đó là một lỗi giấm vạch khá rõ ràng mà không thể qua được mắt trọng tài chính của chúng tôi. Điểm số cho Nam Trung Nam Khê 20-18. Ồ, đó một pha bỏ nhỏ không thành công của anh Văn Lìn của Sông Khoai. Điểm cho Nam Trung Nam Khê 21-18. Còn bóng vẫn trong sân. Kìa, được rồi. Chúng ta xác định bóng ngoài sân. Vâng, vâng. Sau khi xem lại hệ thống camera chạy bằng cơm, công nghệ va chạy bằng cơm đã cho thấy đó là một pha bóng mà bóng đã chạm vạch. Điểm cho Nam Khê 22-18. Như chúng tôi đã nói ban đầu là ở trên sân có rất nhiều công nghệ va chạy bằng cơm. Đập bóng tốt, đập bóng tốt. Đó chưa phải là một pha chạm vạch đâu. Điểm cho Sông Khoai 19-22.
Chúng tôi thấy sức nóng của các khán giả bên ngoài sân. Đó là một pha bỏ nhỏ thành công của Nam Khê. 23-19, Nam Trung Nam Khê đã có một pha bứt phá. Đập bóng rất tốt, bóng xuyên qua hàng chắn và ghi điểm cho Sông Khoai. 20-23, cách biệt bây giờ chỉ là 3 điểm số thôi. Và các cầu thủ Sông Khoai vẫn có những tay công hoàn toàn có thể gỡ lại được những gì để đưa thế trận về cân bằng. Hiện nay chúng tôi thấy sức nóng của các cổ động viên ngoài sân. Đó là một pha ghi điểm khá đơn giản của các cầu thủ Sông Khoai. Điểm số là 21-23. Sức nóng của các cổ động viên ngồi ngoài sân còn hơn cả các cầu thủ trong sân. Lê Lộc đã ghi điểm rồi, đổi qua điểm cho Nam Trung. 24-21. Điểm số bây giờ là 24-21. Các cầu thủ Nam Trung chỉ cần một điểm số nữa thôi. Còn các cầu thủ Sông Khoai vẫn có cơ hội. Đúng rồi, lỗi nhảy bóng. Đó là một pha vứt bóng sang của Trần Hai. Nhưng mà các cầu thủ của Nam Khê đã nhảy để bắt bóng vứt lại. Điểm cho các cầu thủ Sông Khoai 22-24. Điểm số này vẫn chưa nói lên điều gì. Đó là pha bỏ nhỏ thành công của Lê Lộc. Và đã mang lại điểm số cuối cùng trong hiệp thi đấu đầu tiên cho các cầu thủ Nam Trung Nam Khê. Phần thắng 25-22 tạm thời nghiêng về các cầu thủ Nam Khê. Có thể nói là Sông Khoai có sức trẻ và sự nhanh nhẹn mạnh mẽ, nhưng Nam Trung Nam Khê lại có sự dẻo dai, bền bỉ và kinh nghiệm của những cầu thủ lão làng. Quý vị giải lao ít phút trước khi bước vào hiệp thi đấu thứ hai. Đội đã vào sân và tiếp tục sẵn sàng cho hiệp thi đấu thứ hai. Ở hiệp thi đấu thứ hai, cả hai đội đều không thay cầu thủ. Đức Việt phát bóng 0-0. Hiệp thi đấu thứ hai đã bắt đầu. Đức Chí rất tốt. Pha đập bóng tốt của Mạnh Hà. Mạnh Hà đã ghi là điểm số đầu tiên cho Nam Khê. 1-0. Bà tập trung vào. Kìa, vẫn còn. Rất tốt. Đó là pha đập bóng của Mạnh Hà. Có lẽ ở hiệp thi đấu thứ hai thì Mạnh Hà bắt đầu lấy được cảm giác đánh bóng tốt hơn. 2-0. Pha phát bóng hỏng điểm cho các cầu thủ Sông Khoai. 1-2. Chúng tôi nghĩ là hội đồng trọng tài bắt trận đấu này cũng rất là vất vả. Mặc dù có rất nhiều công nghệ va. Mạnh Hà đã lập hat-trick. 3 pha ghi điểm liên tục trong mở đầu hiệp đấu này. 3-1. Lê Lộc phát bóng. Không kịp rồi. Một pha rất là chống sân của các cầu thủ Nam Trung Nam Khê. Điểm số cho Sông Khoai 2-3. Đập bóng tốt, điểm và điểm cho Nam Trung Nam Khê. 4-2. Pha ghi điểm của Lê Lộc. Có lẽ là các cầu thủ của chúng ta càng đánh càng hay. Cảm giác bóng đã tốt hơn rất nhiều. Những pha ghi điểm cực kỳ sắc nét. Đập bóng tốt. Vâng, các thiết bị công nghệ VA của chúng tôi xác định là trong sân. Điểm cho Sông Khoai 3-4. Vẫn còn, rất tốt.
trận cân bằng. Đập bóng tốt, vẫn còn, bóng vẫn trong sân. Ôi, rất tiếc. Và đánh bóng chưa qua lưới của số 2 Sông Khoai đã mang lại điểm số cho khu Nam Trung Nam Khê. 5-4. Anh Lê Tuấn phát bóng. Chắn bóng tốt. Đó là một pha chắn bóng tốt của cầu thủ số 2. Đổi vài điểm cho Sông Khoai. 5-5. Đức Việt phát bóng. Đập bóng tốt. Đập bóng rất tốt. Đó là pha đập bóng ghi điểm của Văn Chí. Điểm số bây giờ là 6-5. Bóng ngoài sân. Trọng tài xác định điểm cho các cầu thủ Nam Khê. Bóng vào lưới ra ngoài và chưa chạm hàng chắn. 7-5. Văn Phượng phát bóng. Bóng ngoài sân đổi vào điểm cho các cầu thủ Sông Khoai. 6-7, cách biệt chỉ là một điểm số thôi. Hai đội vẫn đang có những pha tấn công ăn miếng trả miếng rất tốt. Bóng rất tiếc cho các cầu thủ Sông Khoai trong pha bóng vừa rồi. Do thời tiết mưa, khi mà những quả bóng lăn ra ngoài thì sẽ bị ướt, thành ra cũng có ảnh hưởng đến. Đó là một pha phát bóng hỏng của Lê Lộc khi mà chúng tôi còn đang nói về quả bóng ướt. Điểm cho Sông Khoai 7-8. Bóng chạm tay rồi. Vâng, chúng tôi có cảm giác như bóng đã chạm tay, nhưng mà các trọng tài của chúng ta xác định là bóng không chạm tay. Điểm 8-0. Một pha bỏ nhỏ đơn giản và thành công. Đổi vào điểm cho Nam Khê. 9-8, Mạnh Hà phát bóng. Đó là một pha bóng rất mạnh, bóng ra ngoài nhưng đã chạm chắn rồi. Điểm cho các cầu thủ Sông Khoai 9-0. Đúng là chúng ta đang được chứng kiến những pha bóng ăn miếng trả miếng của cả hai đội. Vẫn còn, cố lên, được rồi. Bóng đã ra ngoài. Một pha tấn công rất là đáng tiếc. Điểm cho Sông Khoai 19. Pha chắn bóng có thể đã ra ngoài nhưng mà lại vào cầu thủ của chúng ta. Điểm cho Sông Khoai 11-9. Một pha phát bóng quá mạnh, bóng đi ra ngoài. Đổi vào điểm cho các cầu thủ Nam Khê. 10-11. Đứng trước bóng là anh Lê Tuấn. Cả hai đội đều có những pha phát bóng cực kỳ khó chịu. Đó là một pha phát bóng khó và đã ghi điểm. 11-0. Một pha đập bóng rất mạnh và chắn bóng không thành công. Điểm cho các cầu thủ Sông Khoai 12-11. Đập bóng tốt, bóng chạm chắn. Điểm cho các cầu thủ Nam Khê 12-0. Đó là pha ghi điểm của anh Lê Tuấn. Một pha không hiểu ý của truyền hai và hàng thủ của Sông Khoai đã mang lại điểm số cho các cầu thủ Nam Khê 13-12. Chắn bóng tốt. Trọng tài xác định chắn bóng thành công.
Điểm số bây giờ là 14-12. Nam Trung phát bóng, Mạnh Hà. Được rồi, đó là pha ghi điểm của Lê Lộc. Điểm số cho Nam Khê 15-12. Bây giờ thì quả bóng lại bị nước mưa làm ướt rồi. Cả hai đội cần phải thận trọng và cố gắng lên. Bóng chưa qua lưới. Đó là một pha đánh bóng của cầu thủ mang áo số 5 Sông Khoai. Rất tiếc. Pha đập bóng cực mạnh nhưng mà bóng chưa qua lưới đã mang lại điểm số cho các cầu thủ Nam Trung Nam Khê. Điểm số bây giờ là 16-12. Văn Chí. Tốt, rất tốt. Bóng ngoài sân. Gần như đó đã là chạm đầu của cầu thủ mang áo số 5 rồi, chạm tóc. Vâng, trọng tài xác định là điểm số cho Sông Khoai 13-16. 13-16, Sông Khoai phát bóng. Khoảng cách chỉ là 3 điểm thôi. Và với sức trẻ của mình thì các cầu thủ Sông Khoai vẫn hoàn toàn có thể đưa thế trận về cân bằng. Bóng vẫn trong sân. Cố lên. Ai? Không được. Không đủ đà để nhảy. Được rồi, anh Lê Tuấn đỡ bóng tuyệt vời. Wow, đó là một pha ghi điểm tình cờ và bất ngờ của Nam Khê. Điểm số bây giờ là 17-13. Chắn bóng tốt. Trọng tài xác định là bóng đã lọt chắn. Điểm cho các cầu thủ Sông Khoai 14-17. 14-17. Ngay trước mặt trọng tài mà bọn mình đứng sau lưng hàng thủ đấy, mình nhìn không rõ. Đập bóng tốt. Một pha đập bóng rất tốt của anh Văn Lìn. Điểm số bây giờ là 15-17. Sông Khoai phát bóng. Cái góc đó đã đấy, đó là một pha bóng trơn nhưng các cầu thủ của Sông Khoai đã xử lý thành công. Oh, một pha đập bóng ghi điểm của Văn Chí đã mang lại điểm số cho Nam Khê 18-15. Bóng ngoài sân. Rất tiếc, một pha bóng ngoài sân. Một pha bóng khá đơn giản nhưng các cầu thủ của Sông Khoai lại đưa bóng ra ngoài sân. Điểm cho Nam Khê 19-15. Mạnh Hà phát bóng. Bóng tiếp tục ra ngoài sân rồi. Điểm cho Nam Khê 20-15. Đứng trước bóng lúc này là lão tướng Lê Tuấn. Được rồi, đó là pha ghi điểm chắc chắn của Mạnh Hà. Điểm số bây giờ là 21-15. Cách biệt 6 điểm số. Các cầu thủ Sông Khoai cố lên. Được rồi. Wow, một pha đánh bóng ra ngoài rất đáng tiếc của Lê Lộc. Vâng, đây chỉ là một trận giao hữu thôi cho nên là trọng tài của chúng ta cũng không nhất thiết phải bắt quá chặt chẽ đâu. Được rồi. Ôi, bóng chưa sang điểm cho các cầu thủ Nam Khê. 22-16.
phát bóng Văn Phượng. Trên sân của chúng ta hôm nay, nếu như cần phải bình chọn một hàng thủ, một cầu thủ mà thủ xuất sắc nhất, có lẽ sẽ thuộc về anh Lê Tuấn của Nam Khê. Vẫn còn. Được rồi. Ồ, trọng tài đã bắt lỗi. Trọng tài đã bắt lỗi của các cầu thủ Sông Khoai. Điểm số bây giờ là trọng tài đã bắt lỗi của các cầu thủ Nam Khê. Điểm số cho Sông Khoai 17-22. Chỉ là 5 điểm số thôi. Đập bóng. Vâng, đó là một pha chắn bóng lọt. Chắn bóng không thành công. Một pha đập bóng cực kỳ mạnh. Và hàng chắn của Nam Khê đã chắn bóng lọt. Điểm cho Sông Khoai 18-22. Các chàng trai của Sông Khoai. Đó là một pha đánh bóng ra ngoài. Sông Khoai đang rút ngắn khoảng cách về điểm số 19-22. Hàng công của Lê Lộc cần phải chắt chiu hơn trong những pha tấn công của mình. Cần phải bình tĩnh, thận trọng. Bóng đã chạm người rồi. Trọng tài xác định điểm số cho các cầu thủ Sông Khoai 20-22. 20-22. Khoảng cách 2 điểm số. Vẫn không thể biết trước đội nào sẽ giành chiến thắng trong hiệp thi đấu này. Liên tục là những pha ghi điểm của các cầu thủ Sông Khoai rồi. Họ đã ghi liên tiếp 3 điểm số, 4 điểm số. Không được rồi, một pha chắn bóng tốt. Điểm cho Sông Khoai 21-22. Ở hiệp thi đấu thứ nhất thì đội tuyển của khu Nam Trung Nam Khê đã có những bứt phá về cuối. Đó là một pha bỏ nhỏ thành công của Lê Lộc. Điểm cho Nam Khê 23-21. Trận đấu đang đi đến những điểm số cuối cùng của hiệp thi đấu thứ hai. Trọng tài đang tham khảo. Vâng, công nghệ VAR đã cho thấy là bóng trong sân. Điểm cho Sông Khoai 22-23. Những điểm số cực kỳ quý giá. Chắn bóng tốt, đó là một pha chắn bóng tốt. Đã mang thế trận về cân bằng. Điểm số bây giờ là 2-3 đều. Đó có thể là một pha phát bóng đã ra ngoài, nhưng các cầu thủ của Nam Khê vẫn đỡ. Hai đội đều phải thận trọng. Ôi, thật đáng tiếc, đó là một pha đập bóng không qua lưới của Mạnh Hà. Điểm số bây giờ là 24-23. Nghiêng về các cầu thủ Sông Khoai. Của Văn Chí 24 đều. Hết sức kịch tính. Thế trận lại cân bằng vào những giây phút cuối cùng của hiệp thi đấu. Đập bóng tốt, bóng đã chạm vào hàng chắn ra ngoài, đổi vào điểm cho Sông Khoai 25-24. Sông Khoai có làm được một điểm số nữa hay không? Ô, thật là đáng tiếc. Vào giây phút nước sôi lửa bỏng thì cầu thủ của Sông Khoai lại phát bóng không thành công. Thế trận lại cân bằng với điểm số là 25 đều. Lê Tuấn phát bóng. Bóng ngoài sân nhưng đã chạm tay của cầu thủ Lê Lộc. Đó là một pha tự nhận cực kỳ trung thực của cầu thủ mang áo số 13 Nam Trung Nam Khê, Lê Lộc. Điểm số bây giờ là 26-25, nghiêng về Sông Khoai.
Mạnh Hà đập bóng tốt. Chúng ta lại thấy thế trận đá cân bằng. Điểm số bây giờ là 26 đều. Cả hai đội đang giằng co nhau từng điểm số 1. Không đẹp đã mang lại điểm số cho các cầu thủ Sông Khoai 27-26. Các cầu thủ Sông Khoai sẽ khao khát giành được chiến thắng trong hiệp thi đấu này để lấy lại những gì họ đã để mất trong hiệp thi đấu trước. Đập bóng tốt rồi, thế trận lại cân bằng 27 đều. Đó thực sự là những giây phút rất căng thẳng và hồi hộp cho các cổ động viên của cả hai bên. Không được, có được rồi. Rất tốt. Pha cứu bóng có thể nói là kinh điển. Ồ, đó là pha đập bóng tốt vào hàng chắn. Đã chắn bóng ra ngoài. Điểm số cho Sông Khoai 28-27. Xin lỗi trọng tài, trong cái pha bóng vừa rồi thì các cầu thủ của Nam Trung gần như là đã bị mất tập trung khi mà một cầu thủ của đội bạn bị tuột dây giày, làm cho điểm số trực tiếp của các cầu thủ Sông Khoai đã giành chiến thắng với điểm số là 29-27. Sau hai hiệp đấu thì kết quả đang là 1 đều. Vâng, trọng tài chính điều khiển hiệp thi đấu, quyết định hiệp thi đấu thứ 3 này giữa hai đội câu lạc bộ khu Nam Trung phường Nam Khê và câu lạc bộ Sông Khoai là trọng tài Mạnh Hùng. Hiệp thi đấu bắt đầu, Nam Khê phát bóng. Đập bóng tốt, đập bóng rất mạnh, đổi vài điểm cho Sông Khoai. 1-0. Ở hiệp thi đấu thứ 3, hai đội sẽ chỉ đánh 15 điểm thôi. Và 8 điểm chúng ta sẽ đổi sân. Quảng Yên phát bóng. Đập bóng tốt, bóng trong sân. Đổi vào điểm cho Nam Khê. 1 đều. Một pha đánh bóng bom tấn nhưng mà bóng ra ngoài. Điểm cho Nam Khê. 2-1. Đập bóng tốt, Mạnh Hà đã ghi điểm cho Nam Khê. 3-1. Ở hiệp thi đấu này mỗi một điểm số có giá trị bằng 1,5 lần so với hiệp thi đấu trước. Cả hai đội cần phải cố gắng trong từ những điểm số đầu tiên. Không được rồi. Một pha ghi điểm của các cầu thủ Sông Khoai. 2-3. Đập bóng tốt, bóng trong sân. Điểm cho các cầu thủ Sông Khoai 3 đều. Pha đập bóng có thể nói là bom tấn của cầu thủ mang áo số 5 Sông Khoai. Sông Khoai phát bóng 3 đều. Đập bóng tốt, chắn bóng không thành công. Đổi vào điểm cho Nam Khê. 4-3. Trọng tài đã bắt lỗi sang chân. Đổi vào điểm cho các cầu thủ Nam Khê. 5-3. Đập bóng tốt. Từ
5 của Sông Phai, có thể nói là những pha ghi điểm cực kỳ đẹp mắt, đổi vào điểm cho Sông Phai 4-5. Rất tiếc, đó là một pha phát bóng hơi vội, quả bóng chưa qua lưới, đổi vào điểm cho Nam Khê 6-4. Đáng tiếc, đổi vào điểm cho Sông Khoai 5-6. Rất tốt. Được rồi, điểm số cho các cầu thủ Nam Khê. Nếu như cần phải bình chọn một libero xuất sắc trên sân thì hôm nay chắc chắn sẽ thuộc về anh Lê Tuấn của Nam Khê. Bảy năm. Chắn bóng không, chắn bóng tốt. Libero là người thủ mà. Điểm số cho Quảng Yên 6-7. Và phát bóng khó chịu. Mạnh Hà. Bóng ngoài sân, bóng ngoài sân. Một pha đập bóng bom tấn, nhưng bóng đã ra ngoài. Và đó cũng là một pha đánh bóng mà có thể nói là cầu thủ hàng công của Sông Phai đã hơi chạm vạch, dẫm vạch. Điểm số bây giờ là 8-6 và hai đội đổi sân. Nam Khê phát bóng. Đứng trước bóng là Lê Lộc. Lộc bình tĩnh em ơi, chúng ta cần tín hiệu của trọng tài khi mà trọng tài bàn còn chưa lật điểm xong. Nam Khê phát bóng, điểm số 8-6. Đập bóng rất tốt. Đúng là các cầu thủ Sông Phai có những cầu thủ đánh công cực kỳ chắc chắn và mạnh mẽ. Điểm số bây giờ là 7-8. Bóng đã chạm chắn rồi. Bóng đã chạm chắn. Điểm cho các cầu thủ Nam Khê 9-7. Rất tốt. Đập bóng tốt và thủ bóng cũng rất tốt. Vẫn còn sang được rồi. Chúng tôi cần trọng tài xác định là bóng trong sân. Không, dưới chân anh Trung và trọng tài xác định bóng trong sân. Đúng rồi. Tám chín. Chắn bóng tốt. Nào. Chắn bóng không thành công. Đó là pha chắn bóng chạm cọc. Điểm số cho các cầu thủ Sông Khoai 9-9. 9-9. Vâng. Thế trận rất cân bằng. Sông Khoai phát bóng, điểm số 9-9. Đập bóng tốt. Điểm số cho Sông Khoai 19. Mười chín.
điểm cho các cầu thủ sông Khoai. 11-9. Cả những hot girl ở trong hàng cổ động viên của cả hai đội đang gây rất nhiều áp lực cho các cầu thủ. Vâng, đấy, chính vì áp lực đó đã làm cho cầu thủ đưa bóng ra ngoài và ghi điểm cho các cầu thủ Nam Khê. Điểm số là 10-11. Cả hai đội bóng hôm nay đều mang đến rất nhiều hot girl trong hàng cổ vũ. Chắn bóng không thành công. Chắn bóng không thành công. Đổi vào điểm cho sông Khoai. 12-10. Bóng chặn tay. Đổi vào điểm cho Nam Khê. 11-12. Cách biệt bây giờ chỉ là một điểm số thôi. Và các cổ động viên của SG Nam Trung và sông Khoai đều đang cổ vũ hết mình cho cả hai đội. Đập bóng rất tốt. Một pha đập bóng rất tốt. Điểm số bây giờ là 13-11. Chúng tôi cần thêm những lực lượng an ninh đến khu vực cánh gà để đảm bảo an toàn cho giải đấu. 13-11. Đập bóng tốt. Đó là pha đập bóng của Lê Lộc. Hay quá, hay quá. Bên này to, bên này bé. 12-13. Trên sân lúc này đang rất nóng. Các cổ động viên của chúng tôi đang cổ vũ rất nhiệt tình cho cả hai đội. Đập bóng tốt. Bóng trong sân. Đập bóng tốt. Bóng đá chạm vạch rồi. Đó là một pha bắt bóng chính xác của trọng tài chính. Đổi và điểm. Tiếp tục là pha ghi điểm của các cầu thủ Nam Khê. 14-13. 14-13. Không được rồi, thế trận lại cân bằng với điểm số 14 đều. Quảng Yên phát bóng, điểm số bây giờ là 14 đều. Lực lượng an ninh đã có mặt dày đặc ở trên sân để bảo vệ an toàn cho hiệp đấu. Bởi vì, vâng, đó là pha ghi điểm của Nam Khê. Bởi vì các cổ động viên của chúng ta đang có dấu hiệu quá khích. Đó là một pha ghi điểm của các cầu thủ Nam Khê. 15-14. Lê Tuấn phát bóng. Có làm được không? Đập bóng rất tốt. Đập bóng tốt. Có thể nói là những pha bóng ngạt thở. Giờ phút này thì bóng chạm chân rồi. Vâng, bóng đã chạm. Đổi vào điểm cho các cầu thủ Nam Khê. Đến giờ phút này thì cả hai đội đều đã chiến thắng trong lòng cổ động viên của mình.